xe cái gan nặng không? Nặng không? Nhẹ em ạ. Thì anh em vào đông, cái này là góc chia sẻ để anh em góp ý và chút xíu nữa, Tuấn sẽ tư vấn cho anh em con SCR đời nhà Tống này. Khi khách hàng mang vào thì chúng ta phải làm sao? Bởi vì con xe này nó rất cũ rồi nha anh em. Nó rất nhiều bận. Thì bây giờ đây là một con Vespa. Những anh em nào có phần mềm đẳng cấp hay những anh em nào chuyên Vespa thì anh em vào góp ý nhá. Còn ở nơi Đình Tuấn ở và sống lâu năm thở 10 thì mới có một con Vespa. Tình trạng xe như sau. Đầu tiên cho anh em coi thông số và TVS. Rồi xe sẽ mở khóa điện lên, đúng không ạ? Nổ máy, garanti sẽ không đều, lúc to lúc nhỏ, lúc thì khoảng 1.500, lúc thì 2.300. Đây. Đấy. Đấy. Lâu lâu nó hực cái. Đấy. Ok, máy AB thì bổ rồi, lột gen nha anh em. Rồi. Cái này những anh em nào chuyên gia Piaggio góp ý nhá. Muốn coi thông số đây. Đấy, dòng tua máy này, 1.900 này. Gốc mở bấm ga là 2.4 nhá. Đấy, nó xuống 1.3, 1.4, 1.900 này. Garanti không đều mà. 1.500 này, 1.900 này. Đấy, theo những anh em nào chuyên gia Piaggio chúng ta vào đánh giá cho vui nhá. Ngàn 7 này. Rớt xuống 1.3 này, 1.900 này. 1.3 này, 1.900 này. Rồi 2.000 luôn này. Xe chạy rất khó chịu nha anh em. Ô cái này thay lốp rồi. Nó đâm từ đó là thua rồi. Băm ba. Ok, lướt qua coi thông số một cái này, ô 2 này. Đấy, rất nhạt. Rồi, lại đập này, lên cao này, trong dài này. Rồi, thời gian full là 2.4 này. 2.1, 2 chấm này, 1.9 này, 3 chấm này. Rồi, theo những anh em chuyên gia về Piaggio Vespa vào đánh giá dùm ạ. Rồi, chúng ta góp ý. Ok chưa? Không, cái đó là thua. 33 chị ơi. Xài ok đấy. Rồi, chúng ta lại quay lại cái phần tua máy nhá. Đây, để ý kỹ này. Nhiều lúc 2.000 này, nhiều lúc tụt xuống 1.3 này. Đấy, 1.1 luôn, 2.000. Đấy, 1.3, 2.000.
Đấy, không vòng luôn. Rồi, 2.000. 1.900. Rồi, 1.200, 2.000. Garanti rất khó chịu. Rồi, 1.300, 1.900, 2.000. Sao nhỉ, chẳng thấy anh em nào comment nhỉ, chán thế nhỉ. Đấy. Ngàn hai, 2.100. Dạ. Mắc hơn mấy chục ngàn đó chị. Rồi mở nồi xe này đi. Alo. Mạnh đâu mạnh kiểm tra sạc chứ. Sạc sạc lô mà. Sạc riêng kiểm tra mát. Kiểm tra mát sườn. Rồi kiểm tra coi nó có đủ sạc không, có không có mát nó sạc mạnh lắm. Ừ, kiểm tra mát kỹ vào. Bữa nay tháng 7 cô hồn xe nó hành nhiều lắm, cẩn thận. Tháng 7 cô hồn mà nó hành ghê lắm chứ. Trời ơi, tao đây cái thằng xăm mình xăm mẩy đăng Facebook không thấy à, mùng 1 nó nợ đó, 8 giờ sáng lấy xe 3 triệu mấy mẹ chạy đi luôn phải à. Rồi, cái này là chia sẻ cho anh em này. Thứ nhất là con SCR nhá. Những anh em nào khu vực miền Bắc hay gặp nhiều. Xe này thì đương nhiên khách sẽ ít tiền sửa, nhưng khi một con xe này mang vào thì anh em phải tư vấn khách hàng. Bởi vì con này nó cũ rồi, thứ nhất là hơi yếu này. Cái thứ hai này, kim phun không cho phép. Cái thứ ba là áp bơm. Áp bơm thay áp bơm, nhưng cái này tình trạng ấy là cái xả áp nó đang gặp vấn đề. Đấy, nó không giữ áp được, nó xả tồ tồ như kiểu anh em xả cống ấy nhá. Đấy. Đúng không ạ? Cái này xử lý hết khả năng rồi, mà không hết. Thì cái này tụ bơm đã thay, nhưng khi các bạn kích hoạt nổ máy lên áp bơm chỉ có 1,5 kg thôi, đúng không ạ? Bởi vì áp xả quá nhiều. Đấy, chúng ta bịt bớt được áp lại thì đương nhiên nó sẽ căng đét là 3 kg, nên chúng ta phải cẩn trọng khi một xe này mang vào. Đôi khi vào cứ tưởng là nó bở, cứ tưởng là nó dễ ăn, nhưng cuối cùng nó gặp rất nhiều rắc rối nhá. Khi mà áp bơm đã ok, tiếp tục tới vấn đề hơi, bởi vì xe này rất cũ rồi, xúc bắp kém chất lượng, đúng không ạ? Quả lên nhớt,
Và đồng thời cái xe này thì nước chảy, ắc đá sẽ mòn. Thì đương nhiên kim này trong hoạt động lâu thì đương nhiên sẽ bị đái. Và đặc biệt con này IC sử dụng lâu, bộ não điều khiển trung tâm sẽ bị già đi. Nên anh em làm con xe này hãy tư vấn cho khách hàng, đúng không ạ? Làm lấy tiền nhưng phải bảo khách hàng, nhưng con này thật sự cứ làm được cái này nó sẽ hư đầu kia. Bởi vì áp bơm đã chuẩn rồi nhưng hơi kém, kim phun kém và đồng thời IC già thì con xe này rất mệt mỏi. Nếu mà làm được bốn yếu tố thành công để con xe này chạy trơn tru, chạy ok nhất thì đương nhiên số lượng tiền bỏ ra khá là nhiều cho khách hàng. Nên anh em phải lưu ý. Đừng có nghĩ rằng một con xe này dễ nổ hay là khó nổ mà vào nhận khách hàng. Đừng có nghĩ rằng tháo ra thay cái tụ bơm là đã ăn ngay, bởi vì nó phải phụ thuộc bằng cái xả áp. Đấy, cái này đã nắn cho nó lại mà đôi khi nó vẫn không giữ được là bao nhiêu. Đó anh em. Đó. Vấn đề xong tiếp tục áp bơm đã chỉnh chu trơn chu xong. Đôi khi chúng ta phải thay cả cụm. Đấy, thay cả cụm nhá. Đấy, nó rất tốn tiền. Thay cụm xong tiếp tục đề dai khó nổ nữa. Một con xe này đầu tiên khách hàng mang vào không nổ mà. Tiếp tục tới hơi kém. Hơi ok rồi, tiếp tục kim phun lại bị đái. Rất nhiều yếu tố cho anh em. Còn những cái phần họng ga ở đây chúng ta không cần phải quan tâm cho nhiều. Tháo xúc rửa sạch là xong. Nên nhiều anh em cứ bảo tại sao một con xe này thay tụ bơm. Lấy súng súng bắn rồi. Nhưng nhiều lúc bảo con xe này đề không nổ, chúng ta lấy đồng hồ đo áp thì đương nhiên nó chỉ có trạng thái 1 ký. Đấy. Khi lắp vào nổ máy lên nó chỉ có 1,5 ký thôi. Bởi vì áp xả quá lớn. Bởi vì cống mà. Đấy, chúng ta xả lũ quá nhiều, chúng ta hãm lại không thể nào được. Nên cái này bán lẻ, mua lẻ thì không có, chúng ta phải mua cả bộ này thì đương nhiên sẽ tốn tiền. Mua đâu vào đó xong. Bật khóa điện lên, áp bơm căng đét khoảng gần 3 kg. Đấy. Xong tiếp tục để vẫn chậm, vẫn dai, vẫn khó nổ thì bây giờ khách hàng bảo sao? À, lúc đầu chúng ta nhận bảo để em làm cái này nốt nhạc. Nên cẩn thận tùy những cái dòng xe để anh em làm. Chứ không phải con xe nào chỉ một nốt nhạc đâu, nó rất nhiều yếu tố. Thà những con xe mới. Mới hơi chuẩn kim còn ok, đúng không ạ? Còn con xe cũ này rất nhiều anh em thợ sửa rồi, hơi làm rồi, kim phun thay rồi, thay kim không chất lượng. Xong rồi đến chúng ta lại cứ nhận có mỗi cái áp bơm này không, xong để không nổ thì khách hàng lại làm vang lên. Nên anh em phải cận trọng khi mà nhận những cái xe đời nhà Tống nhà Minh này, phải xem xét cho nó kỹ, nhận báo giá trước, được thì làm, không được mời khách hàng dắt về. Hoặc khách hàng có đủ điều kiện làm luôn, đúng không ạ? Bảo hành luôn. Chứ làm để người ta chạy đỡ, 3 ngày sau người ta lại mất hơi, để dai, để khó nổ. Làm hơi xong tiếp tục tới kim phun. Con xe này yếu tố 1 kim phun, 2 hơi, 3 áp bơm là xong. Con đi xe già này Tuấn chưa nói nhá. Con này thì già lắm. Đấy. Đó là góc chia sẻ cho những anh em nào làm xe phun xăng điện tử, đặc biệt va phải những xe lít SCR đời nhà Tống. Con này đời nhà Tống Minh này. Dạ. Chị đâu ấy? Chị bấm đi. Không, 431 chị. Vietcombank. 0431. 3 số 0. 275 080 Nguyễn Đình Tuấn nhé. Dạ. Nguyễn Đình Tuấn nhé. Đó anh em lưu ý nhé. Chỉ đừng bảo bây giờ ngồi chơi cả một ngày xong gặp con xe Acer này vào dễ ăn lắm, đúng không ạ? Tan bằng mới khói hết. Nên các chuyên gia hàng đầu trên Việt Nam thì đa số là mở mới đóng. Cái này anh em cứ nghĩ rằng nó là một cái khóa cống thôi, đúng không ạ? Xả háp mà. Chúng ta cho xả nhỏ, xả lớn thì chúng ta phải đục, bịt, đúng không ạ? Nhưng chúng ta làm vậy mất khoa học. Thứ nhất nó lâu. Tự nhiên bây giờ mang ra đóng, mang ra xả háp, nó mất thời gian lắm. Chỉnh tới chỉnh lui nó mệt lắm, đúng không ạ? Trời mưa thì đất sẽ chịu. Báo các bạn đồng ý thì thay.
không bao giờ độ chế riêng cái app này. Bởi vì trong hoạt động quá trình quá lâu rồi nên phải thay. Đấy. Được thì chúng ta làm, không được mời anh chị đi qua tiệm khác. Nó vui vẻ, dắt xe ra khách hàng, lắp vào ra khách hàng đầu hàng. Anh chị đi lên hay đi xuống, rồi em dắt xe cho vui vẻ. Chứ đừng có nghĩ rằng kiếm được 5-70-100 ngàn thì hài hục như châu hút mã tổ, cuối cùng 3-7-21 ngày khách tới người ta có hiểu đâu. Người ta đâu phải là có chuyên môn về sửa xe đâu. Người ta cứ nghĩ rằng bỏ ít đồng tiền ra, người ta bảo cứ thế là ok. Nhưng thật sự đi khám mặt bác sĩ cũng vậy. Nay khám tay trái, ngày mai lại đau chân trái, khám chân trái lại tức ngực. Đúng ạ, nó vô bàn bận như làm con xe. Đôi khi khách hàng người ta không hiểu. Đó, chúng ta phải hướng dẫn và giải thích cho khách hàng như vậy. Được không ạ? Đó. Nó là muôn màu, muôn vẻ lắm. Sống cuộc đời này mà. Này, ok. Nay viêm họng, mai sổ mũi, ngày kia lại nhức đầu. Bởi vì nó quá lâu rồi. Bởi vì nó có tuổi rồi. Áp này nó không giữ được bao nhiêu nha em. Nó xả quá lớn. Nó như kiểu cái đập ấy. Xả phà phà. Đấy. Bởi vì nước lũ dâng cao, phải xả đập. Không xả đập thì đương nhiên sẽ bể đập. Đúng không ạ? Đó là góc chia sẻ buổi chiều nay. Chiều thứ bảy. Rồi con Miu này thì cứ lịch bà lịch bịch. Miu lịch bà lịch bịch làm sao? Đầu tiên phải làm cái bộ côn kia đã. Nhắc cái là bộ e lên. Bàm ba chị ơi. Con kiểm tra cái thay dầu rồi bắn tài khoản luôn cho nó đỡ phải làm máy. Dạ dạ. Mất công rồi dầu lại hết lại làm máy giống AB nữa này. Dạ dạ. Đúng rồi, Nguyễn Đình Tuấn. Ôi dầu đen thế, bắn nhanh thế à? Còn dầu hơi bị đen. Dầu 120. Từ từ hả? Từ từ thay dầu hả? Nhớ đây. Thấy sao đen thế? Trong cái máy nó đen rồi. Nhớ cái mới thay mà. Mới thay à? Sao đen thui lùi ấy mà. Qua rồi, tài khoản kêu rồi. Rồi 330 ngàn. Trời ơi, cần gì đâu, bây giờ mình bắn tài khoản không mà chị cầm tiền làm gì đâu, người ta cướp hết. Bắn chặt cho em. Hai ốc bồ ấy. Nắp nồi sao ra khó thế nhở? Tao nhắc lên nào em lựa ra nào. Nay cái tháng 7 tháng cô hồn rồi, nhắc lên nào. Lửa đấy, đưa lên. Rồi ok chị. Để cái này đôi khi tháo ra dễ, đôi khi tháo ra khó thế nhỉ. Lắc cái đầu lên trước đi ra đi. Nó cấn cái đầu trên đấy. Nó chưa ra cái chỗ bơm nhớt kìa, cái nắp nhớt kìa. Lắc vào lại nó cấn hả? Vú là vú gì vậy? Không cấn đâu. Đấy. Nhấc móc cái này này. Kia, xe vào lắc. À lắc ấy. 17 bánh ở đây.
Ok. Cô hồn mà, tháng cô hồn mà. Bố con Vespa này ốc 18 á. Pin số mấy tăng pin lên nào? Pin thì không tăng thế nào hết rồi, múc. Thôi lấy cái mẹ kia rồi, súng mới chập pin. Bắn cái nồi côn bắn không ra mà súng mới giật điện. Ra rồi. Xẹt nữa. Để búa cao su đừng đập lung tung lại mòn cái răng giờ. Xịt R bài vào. Mẹ bà vết bà cứng như đá rồi. Đưa R bài không? Không. Búa đồ mới tiếp mới sắt đồ đập mẹ hết sét rẹt hết bắn này là nim này là mài mũi da bén đóng này là trụ cái này giờ không ra nữa rồi. Mẹ tiếp nữa không. Đại nắm nhớt lại. Chủ bị hư hết rồi. Rồi mua được 2 bộ. Ba cái bi vết bài nó rở lắm nha anh em ơi. Tệ còn hơn cả vợ đậu. Xét hết xe này không đi không bao giờ bảo dưỡng. Ác đồ xét cứng ngắc. Đấy kìm chết rồi. Đang kìm chết. Nhẹ bấm nhẹ cái đầu tí thôi. Chô cứng ngắc. Đưa rẻ này. Đưa biết dẹp luôn rồi. Đưa biết dẹp rồi. Biết dẹp to á.
Tia bên búa kìa. Vậy kịp. Rẹt. Shit 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 shit. Xử lý thay bộ bìu không? Rồi làm chuông lắp không? Cứ làm nồi xong cái đã xử lý mưu sau nha anh em. Mưu mưu. Xe này nó heo quá rồi, dây cô loa rơi rẹt. 8 năm mới gặp con Vespa lần. Quê mà, ở quê mà gặp Vespa là hiếm lắm. Gặp Vespa như kiểu gặp vàng á. Xét hết. Xong lấy súng kia. Kia bắn ra hả? Súng này mới mặn ra hả? Hả? Súng đó bắn mới ra rồi hả? Đúng cái gì nó cũng có cái lợi cái hại của nó. Cái này thì phải câu dây, phải tốn hơi, nhưng bắn nó phê hơn cái súng điện. Pháp phát ra. Súng điện thì cứ é kiểu như nhái á. Đúng rồi Quốc Tiến. Chán nhỉ, Vespa đăng mà chẳng ai góp ý bài nào hết. Đó là chia sẻ nho nhỏ cho anh em nhá. Thôi, bây giờ nghỉ ngơi, cố gắng làm cái app này chút để lắp vào giao cho rồi. Cố gắng bịt bớt cái app này lại hết khả năng rồi. Hết phép rồi. Hư xả app. Giờ bay đi giờ, bay vũ trụ giờ. Rồi, xin chào anh em nhé. Tí này Tuấn lấy cái phần mềm khác, Tuấn đổ ra phát coi. Còn nó còn ạt nữa không? Chip heo quá. Nổ hết chip rồi.